Với tổng diện tích 4.600 ha, khu liên hợp đô thị BKMX Bình Phước được quy hoạch định hướng phát triển song song kết hợp giữa đô thị và công nghiệp. Trong đó, khu công nghiệp chiếm hơn 2.400 ha. Sự kết hợp giữa đô thị và công nghiệp là một bước đi sáng tạo của tổng công ty BKMX IDC cùng với quyết tâm của lãnh đạo địa phương trong việc hình thành khu liên hợp đô thị với đầy đủ các yếu tố thuận lợi hình thành đô thị vệ tinh, phát triển công nghiệp cũng như từng bước nâng cao vị trí kinh tế xã hội của Bình Phước với các tỉnh anh em. Với hơn 30 năm phát triển và đầu tư trong xây dựng công nghiệp đô thị, đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư đến từ nhiều nước trên thế giới, BKMX IDC đã và đang tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Bình Phước, chuẩn bị cho nền tảng cơ sở mở rộng phát triển khu công nghiệp mới, đáp ứng tiêu chuẩn quy định của Bộ Xây dựng, cũng như hướng tới quần thể khu công nghiệp bền vững. Đường giao thông chính, đường nhánh, đường nội bộ phân bổ hợp lý, hạ tầng kỹ thuật được thi công ngầm dọc vỉa hè với thiết kế rộng 6 mét, tạo sự thông thoáng tối đa cho người đi bộ. Khu công nghiệp BKMX Bình Phước đã là một điểm đầu tư tin cậy của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới trong nhiều năm qua, tập trung đa ngành, điện, điện tử, chế biến gỗ, dệt may, công nghiệp thực phẩm, v.v. Khu công nghiệp BKMX Bình Phước đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về giảm thiểu tác động môi trường, tiêu chuẩn đánh giá khu công nghiệp xanh và hướng đến công nghiệp bền vững trong tương lai. Tiện ích xã hội được đầu tư thiết kế bài bản, phân bổ hợp lý theo tiêu chuẩn một khu đô thị mới. Các hạng mục như nhà văn hóa nâng cao đời sống tinh thần, bệnh viện đa khoa cho nhu cầu khám chữa bệnh, trường học, các khu vực hoạt động thể dục thể thao, hồ bơi, sân bóng đá, góp phần tăng cường sức khỏe cộng đồng. Trường dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực địa phương, trường mầm non, nuôi dạy thế hệ tương lai. Nắm bắt và đồng hành cùng sự phát triển của khu liên hợp đô thị công nghiệp BKMX Bình Phước, công ty cổ phần thương mại dịch vụ Centerland hân hạnh đồng hành và phân phối đất nền BKMX. Với phương châm giúp khách hàng đầu tư an toàn hiệu quả, Centerland đã và đang mang đến cho quý khách hàng cơ hội đầu tư đất nền giá rẻ, pháp lý an toàn, lợi nhuận cao. Với vị trí đắc địa, mặt tiền đường 16m, diện tích 5x30, thổ cư 100%, xây dựng tự do 1-6 tầng, nằm cách chợ Minh Thành, trường học mầm non cấp 1, cấp 2 Minh Thành, cổng khu công nghiệp BKMX, trong vòng bán kính 700m. Pháp lý đã có trích lục vị trí sổ lô sổ thửa tên đường, mua bán giao dịch công chứng tại phòng công chứng. Hãy gọi nhanh cho tôi theo số điện thoại 0965084258 để nắm bắt cơ hội giúp nhân 2 nhân 3 tài sản của mình trong vòng 2-3 năm tới. Anh chị thấy video này hay bổ ích thì hãy đăng ký kênh, theo dõi, comment để mọi người cùng nắm bắt. Tôn xin chân thành cảm ơn.